Xin cảm ơn Helios thương hiệu trang sức bạc thủ công dành cho nam giới và là nhãn hàng đồng hành cùng The Review ở trong video này. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện bí ẩn và hoang dại, bộ sưu tập Amazon là dành riêng cho bạn. Lấy cảm hứng từ khu rừng rậm Nam Mỹ, bộ sưu tập mang đến các chế tác với đường nét táo bạo, phóng khoáng thể hiện cá tính của người đeo. Hãy khám phá tại link ở phần mô tả và bình luận. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series thách thức giới hạn trí tưởng tượng của con người. Ở mùa 1 chúng ta đã có một ông thủ tướng bị ép giao phối với lợn Anh nhân vật chính trong Get Out bị NTR đến nỗi đi làm trí phèo online Và anh này dành 2 tiếng để ngồi xem vợ mình bị thằng khác chén Bằng cách tua đi tua lại ký ức xem được trong não vợ, trong não mình Wow, tôi yêu Netflix Và chúng ta đến với mùa 2 với câu hỏi Khi chồng bị tai nạn giao thông chết thì bạn sẽ làm gì trong bối cảnh là thế giới công nghệ phát triển A. À, an tán như một người bình thường và bước sang trang mới của cuộc đời B. Cho AI tìm hiểu về hành vi của chồng mình rồi ghép nó vào một con robot trông giống y hệt chồng mình và trịch nhau với nó C. Mua áo của chồng cuối do bản áo chính thức của The Reviewer nơi chúng tôi bán rất nhiều loại áo me me hay ho với mức giá luôn được ưu đãi Link trong phần mô tả và bình luận Để trả lời cho câu hỏi này thì hãy bắt đầu ngay với câu chuyện về nhân vật chính trong About Time và Captain 1 phần 2 Trong phim này là Ash và Martha Ash là một shipper và mặc dù vợ mình là Peggy Carter và trời thì mưa to nhưng bố Ash vẫn để vợ chạy ra ngoài mua cà phê còn mình thì ngồi trong xe nghịch điện thoại thậm chí mải nghịch đến nỗi vợ gọi mãi thì mới chịu mở cửa xe mặc dù Martha có đủ lý do chính đáng để dỗi chồng nhưng mà cô có vẻ là khá quen với việc này chỉ bảo chồng là cất điện thoại vào hộp đựng găng đi để còn hiện diện với em và thưa các bạn nếu lấy vợ thì hãy lấy vợ như Martha trên đường đi về hai người bật nhạc hát hò các thứ xong còn bình phẩm về khu nhạc của nhau khá vui vẻ khi về đến nhà thì Ash cũng chả quan tâm phụ vợ nấu nướng gì mấy mà chỉ chăm chăm tìm điện thoại rồi chụp ảnh hồi bé đang lên mạng cho vui nhưng mà Martha cũng chỉ phàn nàn rất nhẹ nhàng rồi ra nói chuyện về Ash về gia đình qua câu chuyện thì chúng ta biết được Ash từng có một người anh trai hoặc là em trai tên là Jack <laughs> là mau. Jack chết lâu rồi và cách mẹ Ash đối mặt với cái chết của con mình là cất hết ảnh ọt và những thứ gợi nhớ đi. Rồi cả đến khi bố Ash mất thì bà cũng làm thế, dọn dẹp hết ký ức trong chính căn nhà của mình để quên đi. Tôi đoán là phim cho đoạn hội thoại này vào là để đưa ra giải pháp cho vấn đề của Martha sau này khi mà chồng chết là phải tạm thời cất hết ký ức đi đã, rồi khi nào move on được thì tính. Sau đoạn này thì hai người trịch nhau nhưng mà Ash lên đỉnh trước và thấy hơi tội lỗi một tí. Martha thì mồm bảo là không vấn đề gì đâu nhưng mà nhìn mặt cũng có vẻ có chút ấm ức. Sáng hôm sau thì có một con chim bay trên trời ờ, Tôi không hiểu đoạn này lắm Nhưng mà sau đấy thì Ash đi gọi Martha đi giao hàng cùng mình Nhưng Martha không đi được tại vì bận chạy deadline Thế là Ash mè nhau một tí Xong rồi lên xe không quên lấy điện thoại nghịch Martha ở nhà ngồi vẽ vẽ một lúc Thì ra cửa sổ nghịch con ong hay là côn trùng gì đấy Thì tôi đoán là cảnh này chắc có ý tứ gì đấy Nhưng mà tôi không hiểu lắm Xong Martha lại quay về ngồi vẽ Từ sáng cho tới tận trạng vạng Mà không thấy chồng nhắn tin cho mình câu nào Gọi thì không thấy bắt máy Thế là Martha thấy hơi lo lắng và gọi cho công ty chuyển phát thì nhận được tin hàng của chồng vẫn chưa chuyển tới nơi mà đã nhẽ phải xong từ 2 giờ chiều. Martha gọi cho chị gái thì chị gái bảo là có thể là do điện thoại hết pin thôi tại vì cái ông ác này nghịch suốt ngày cơ mà. Martha đang cố không suy nghĩ tiêu cực thì thấy đèn cảnh sát nháy nháy ngoài cửa sổ và họ đến để thăng chức cho cô thành quả phụ và thôi, Martha điếng người luôn. Sáng hôm sau Martha như người mất hồn tới dự đám tang của chồng. Ở đây thì có Sara, Sara cũng quá chồng. Sara nói nói chia sẻ các thứ về việc là mình hiểu cảm giác mất chồng là như nào. Martha thì hơi mất kiên nhẫn tại vì cái mẹ này cứ làm nhảm Sara thì vẫn tiếp tục nói rằng mình có một thứ đã giúp vượt qua được giai đoạn khó khăn này nó là một con AI con AI này sẽ sử dụng những dữ liệu mà Ash đã đăng trên mạng xã hội để có thể nói chuyện với Martha với văn phòng của Ash nhưng Martha đây vẫn đang quá bực tức và đau khổ để nghe con bạn xít đinh về chat GPT sau đấy thì Martha về nhà dọn dẹp những thứ mà chồng để lại sơn bả các thứ nhưng mà không lỡ sơn vào những cái vết gạch đo chiều cao của Ash ngày xưa uh -oh. nhớ lại lời hôm trước Ash đã bảo về việc mẹ đã cất hết ảnh đi Martha sau một đoạn dọn dẹp khá ảm đạm và buồn rầu thì Martha uống một ly rượu khá đầy rồi ngồi check mail trước khi đi ngủ và phát hiện ra một cái email từ chồng mình mà tha tức lắm gọi điện cho Sarah chửi một trận vì cái tội dám tự tiện đăng ký linh tinh cơ mà với sự yêu nghề của một sitter sara tiếp tục giải thích cho bạn về chức năng của app con ai này thì sẽ thu thập thông tin trên mạng của người đã mất rồi nói chuyện như cách mà người kia từng nói chuyện từ văn phong khiếu hài hước mà ban đầu thì khá ghê tởm với cái ý tưởng này thì Sarah lại động viên là bạn cứ chào một câu được mất gì đâu nếu mà không vui thì block mà vui thì cấp quyền cho nó đọc tin nhắn riêng tư của ash để nó càng ngày càng giống chồng bạn hơn ma nghe thế thì kệ chồng rồi đi ngủ hôm sao ngủ dậy ma đang ngồi vẽ thì thấy thiếu màu nên là bổ sung một tí màu vàng bằng cách là nôn vào trong bồn cầu và nếu bạn chưa hiểu thì đây có nghĩa là ma đã có chữa và không gì tuyệt vời hơn việc có chữa ngay sau khi chồng mình chết thôi thì ít ra ash sẽ không bị biêu dếu là bỏ con ma sau đó gọi cho chị gái để tâm sự nhưng mà bà chị còn đang bận chăm hai đứa con nên không nghe máy được trong lúc cô đơn thì người ta lại hay thay đổi quan điểm Martha bỗng thấy là con AI kia chắc cũng không tệ như mình nghĩ Và cô đang thực sự cần một người để chia sẻ gánh nặng tinh thần của việc có một cục thịt đang lớn dần trong tử cung của mình Martha nhắn tin hỏi con AI kia là có thực sự là Ash không nó trả lời thật mà lại còn dốc y hệt như Ash ngày xưa Martha thấy nó cũng khá hài Sau đó thì Martha nói với nó rằng mình đã mang thai Và con AI kia chat rằng nó rất hào hứng được làm bố đứa bé Vâng, nó chính thức rồi Robot đã phát triển hơn con người Đó là bước đầu tiên của mối quan hệ giữa Martha và con chat GPT-4 này Ngày hôm sau thì chị gái Martha gọi bảo là muốn sang thăm nhưng mà Tha bảo là bận lắm thôi đứng sang đúng là cô bận nhưng mà là bận tán gẫu với con chat gpt nói chuyện đến tối thì con bot đã thuyết phục được ma cấp quyền cho đọc toàn bộ tin nhắn và video của chồng gồm những cuộc trò chuyện và đi chơi giữa hai người với cái số dữ liệu này thì không những con bot sẽ hiểu ash hơn mà nó có thể nói chuyện với cô theo dạng giọng nói mô phỏng lại like ash chỉ trong vài phút xử lý từ đám mây thì ma đã nhận được một cuộc gọi với giọng nói của chồng mình và sarah đã không hề xít đinh láo con bot này nói chuyện y hệt như ash thế là ma dính với chiếc điện thoại suốt

nói chuyện với nó lúc đi leo núi kể cho nó nghe những chuyện mà Ash chưa bao giờ đăng lên Twitter trong buổi khám thai của mình thì Martha xin phép được ghi âm tiếng con đạp sau đó gửi cho Ash 2.0 lúc hai vợ chồng đang hí hửng với nhau thì Martha bất ngờ làm rơi điện thoại và phát hoảng luôn vì sợ sẽ mất chồng thêm một lần nữa nhưng mà cô chỉ mất tiền mua điện thoại mới thôi chứ chồng cô thì thứ ra vẫn mất nhân lúc Martha đang trong cơn cảm xúc thì ChatGPT giới thiệu cho cô một sản phẩm cao cấp hơn của công ty nó đắt đỏ hơn và hơi creepy một tí nhưng Martha vẫn ok thế là vài tiếng sau bên giao hàng gửi tới cô một chiếc hòm lớn bên trong là một con búp bê silicon nhưng mà con búp bê này nhẵn thín không có lông lá tóc tai gì cả cho đến khi Matha nghe lời chỉ dẫn từ con bot bế con búp bê vào trong bồn và pha nước tắm để nó ngâm xung quanh da của nó chứa một dung dịch kết dính được gọi là keo dinh dưỡng giúp cơ bắp nhân tạo không bị khô khi vận chuyển tuy là có mùi thơm như kẹo dẻo và có thể nuốt được nhưng mà nó không có mùi giống của ash lắm nên là Matha cũng không ham sau đó thì cô thả vào một gói điện giải nó là các viên tròn giống như thức ăn cho cá để hoàn thành cái dung dịch nước ối dinh dưỡng quá trình chuyển đổi dữ liệu diễn ra trong trong vài chục phút ờ, trong thời gian mà không nói chuyện được với con bot thì Martha tiếp tục tỏ ra lo lắng cô sợ một lần nữa lại rơi vào cảm giác cô đơn cho đến khi có tiếng lạch cạch từ trên tầng đi xuống và con robot kia đã biến thành chồng cô bằng xương bằng thịt biết đi đứng nói chuyện nhưng mà không biết ngại Martha lấy cho nó một bộ quần áo của chồng rồi cô và nó ngồi nhìn nhau một lúc lâu thì cũng kỳ phết tự dưng có một thứ giống y hệt chồng mình từ ngoại hình cách ăn mặc cách phản ứng với thế giới gốc riếc là Martha bố rối vãi trưởng cho đến khi cô nhớ ra một phát minh vĩ đại của nhân loại là rượu con bót thì nhắc nhở là có cồn vào người thì không tốt cho thai kỳ nhưng mà trước mặt Martha là một Ash trông tràn trề năng lượng tích cực có lẽ đây là cái hình ảnh mà Ash thể hiện trên mạng xã hội chưa Ash thật thì về nhà ít khi có cái mặt tươi tỉnh như này lắm sau khi rượu đã ngấm dần vào cơ thể thì khoảng cách giữa máy móc và con người dần bị xóa nhòa. Martha tới gần với con hàng mình mua trên mạng, bắt đầu chạm chạm, nắm nắm, thấy thích quá nên hôn luôn. Và thế là Martha lôi Ashbot lên giường, tôi gọi là Ashbot cho nó gần gũi. Cô đặt tay nó lên ngực mình, nhưng mà Ashbot chả có phản ứng gì cả bởi vì nó không thể tìm thấy dữ liệu nào về phản ứng tình dục của Ash trên mạng cả. Điều này chứng tỏ là Ash chưa bao giờ bàn luận về khía cạnh 18+ cộng trên internet hoặc là con bot không tìm được nick clone của Ash. Còn Martha thì biết là mình không thể đòi hỏi con bot giống 100% như chồng mình được nên là cô chuyển sang tám trăm thịt còn lại và đáng mừng là nhà sản xuất cũng hiểu nhu cầu của khách hàng nên là làm cái phần đấy không những là có thể ngu cương theo ý muốn mà còn được chuyên ninh bằng hàng chục terabyte tài liệu có trên mạng mà thà khoái lắm tại vì chồng cô trước đây biết mỗi một kiểu thôi và trong khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn cả Martha và Ashbot đã nói yêu nhau sáng hôm sau Martha tỉnh dậy và giật mình khi có người nằm cạnh mở mắt tháo láo thì các bạn là máy móc cũng không cần nghỉ nó chỉ cần sạc pin thôi sau khi tỉnh rượu và nhận ra những gì mình đã làm đêm qua Martha có chút xấu hổ và yêu cầu Ashbot giữ khoảng cách Đúng lúc này thì chị gái của Martha đến Khiến cô phải đẩy quả búp bê của mình vào gập giường Trái ngược với những gì người chị gái tưởng tượng Thì thần thái của Martha đã có phần tươi tỉnh và tràn đầy sức sống Cả hai trò chuyện với nhau một lúc Rồi cô chị gái mượn nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn Nhưng mà trong đấy thì vẫn còn để quần áo của Ash nói hay là nó đúng hơn là của con bot nên là người chị tưởng rằng em gái mình đã mù vòn với một người khác với sự cảm thông thì cô cũng không phán xét lắm và cũng muốn là em mình tìm được hạnh phúc với một người đàn ông tử tế chính câu nói này đã làm Martha phải suy nghĩ về điều cô đang làm có thực sự là đúng đắn hay không nó liệu có xuất phát từ tình cảm của cô với Ash và linh hồn của anh trên trời sẽ nghĩ gì khi thấy vợ mình ân ái với một con búp bê trông giống mình đêm hôm đấy Martha và con hàng của mình đang ngủ chung với nhau Martha dạy cho nó cách hít thở để nằm cạnh cho đỡ sợ cơ mà Martha lại bảo là nghe cái cách anh thở để em biết là anh đang giả vờ khi mà thấy chủ nhân của mình không vui thì Ashbot hỏi cô là có muốn làm tí như tối qua không thế là Martha nổi cơn đuổi Ashbot xuống dưới nhà và con bot đứng lên thật Xong rồi Martha lại phàn nàn về việc là nếu mà là Ash thật thì anh ta sẽ cãi lại và không rời khỏi phòng Nghe thế thì con Ashbot lại quay trở lại giường Nhưng mà vẫn chưa đồng ý Martha Cô lại đuổi nó đi Lần này cương quyết hơn Vừa đi mà cô vừa chửi nó không giống với Ash Nó chẳng hiểu cô gì cả Khi mà cô nói đi đi thì không có nghĩa là nó phải đi Nhưng mà cũng không đồng nghĩa với việc là nó phải ngồi y lại Mà là anh phải dỗ em Phải xin lỗi em Phải nói thương em Tất nhiên là em sẽ chưa hết dỗi đâu Anh vẫn đuổi anh đi Đôi khi còn đánh cả anh Nhưng mà em làm thế là để được dỗ dành nhiều hơn Anh có hiểu không? Thế này là người tôi chả hiểu được Nói chưa người thật phải bị chia tay mấy lần thì mới vỡ ra chứ còn máy móc này, này nó chịu chả hiểu đâu theo tâm trạng của một người bình thường thì Martha đuổi nó cút khỏi nhà cho nó khuất mắt và nó đi thật sáng hôm sau Martha tỉnh dậy thì mới nhớ ra là đã bỏ quên con bút bê tiền trăm triệu may là nó vẫn đứng trước cửa chứ không chạy về nơi sản xuất tại vì là Ashbot không thể đi xa quá điểm kích hoạt của mình tức là cái bồn tắm nếu muốn ra ngoài thì phải đi cạnh chủ nhân Martha cho phép nó đi vào trong nhà trong khi mình tắm ở phòng khách thì Ashbot ngồi ngắm nghía bức ảnh của Jack khi còn bên nhau thì Ash đã kể cho Martha về việc tại sao bức ảnh lại ở đó lại coi lại câu chuyện là mẹ anh khi có người thân mất đi thì sẽ dọn dẹp tất cả đồ đạc liên quan đến họ rồi cất lên gác mái chỉ có riêng bức ảnh của Jack là vẫn yên vị ở đấy Ash từng nói nụ cười của Jack trong ảnh là giả nhưng mẹ anh không hề biết và anh cũng nói có lẽ việc không biết người khác đang giả tạo lại tốt hơn còn Martha thì cô biết là những gì mà Ashbot thể hiện ra chỉ là những thứ nó học được từ những dòng thuyết của chồng cô trên mạng nó chỉ là một mảnh trong toàn bộ con người của Ash và cô phải tự lấp đầy phần còn lại bằng nhu cầu của mình đến khi tỉnh táo thì Martha biết rằng đó không phải là Ash và cô không thể giả vờ được nữa thế là cô đưa nó ra xe để cùng mình đến một nơi. Khi vào trong thì Martha bật bài hát của nhóm Biggies và khi lời bài hát cất lên. Ashbot bảo là nhạc nhẽo xến vừa lở Trong khi trước đấy thì Ash đã nói rằng mình rất thích cái bài này Và nhân tiện bài hát tên là How Deep Is Your Love Quan trọng hơn thì Martha đã đưa Ashbot đến một vách đá cạnh bờ biển Khi đến bờ vực thì cô bảo Ash thật sẽ hiểu ý nghĩa của điều này Nhưng mà rõ ràng là anh ta chưa bao giờ chia sẻ về điều này trên mạng Và khi Martha ra lệnh cho Ashbot nhảy xuống thì nó cũng ok luôn Nhưng mà cô lại nói là nếu đây là Ash thì anh sẽ hoảng sợ và khóc lóc Thế là con bot đứng sững sững lại vài giây xong rồi tải tập tin crying.mp4 về bộ nhớ Xong rồi mếu máo và cầu xin Martha hệt như những gì cô vừa yêu cầu sau đấy thì phim Time Skip đến khoảng chục năm sau Đứa bé trong bụng Martha đã gần đủ tuổi để đi đóng Lolita Hôm nay là sinh nhật của bé Martha có mua một chiếc bánh sinh nhật Cô gái đòi thêm một miếng nữa để mang lên trên lầu Đó là nơi Martha giữ búp bê sinh lý của mình ở đấy Sau cái ngày ở vách đá thì cô đã không đẩy nó xuống vực hay là ngắt kết nối Martha vẫn để Ashbot ở trên gác mái Giống như những đồ vật, những bức ảnh của chồng cô Đó cũng là cách mà mẹ Ash từng làm khi Jack, anh trai của Ash qua đời Nhưng Martha nói với con gái mình cái thứ ở trên gác là một người chú Và không biết là trong những đêm cô đơn thì Martha có lên chơi với chú không thì đây là điều mà phim đã bỏ ngỏ và đó là tập 1 của season 2 với tựa đề Be Right Back kết thúc một cách nhẹ nhàng vậy thì có bài học gì đằng sau tập phim này không với tôi thì nó là một cơ hội để suy nghĩ một cách triết học về thế nào là tồn tại tại vì con Ashbot cho Martha cảm giác là Ash vẫn tồn tại bằng cách là hành xử y hệt như Ash và phản ứng với môi trường y hệt như Ash có khi là cho nó thêm thời gian và cho nó hiểu về Ash hơn thì nó sẽ trở thành Ash thật và sau đấy thì những ký ức và những con người của Ash vẫn được lưu giữ lại đến mãi mãi và như thế thì theo một cách nào đấy mỗi chúng ta đều có thể bất tử nếu mà có thể download tiềm thức của mình vào một con bot đúng không nhỉ các bạn thấy sao hãy comment bên dưới còn bây giờ chúng ta đến với tập phim thứ hai với tựa đề là gấu trắng đưa người xem vào trong góc nhìn của một người phụ nữ có tên là skill lên cô thức dậy với cơn đau đầu khủng khiếp trước mặt là một chiếc tivi có hiển thị một biểu tượng màu trắng và dưới chân thì vương vãi thuốc rơi ra từ trong lọ trong cơn đau đầu chưa dứt lên mò xuống nhà nơi có một cái tivi khác cũng đang phát cái biểu tượng màu trắng lúc nãy theo phản ứng tự nhiên thì cô chạy ra vòi nước rót một cốc uống một tí để tỉnh táo hơn sau đó cô tiến đến lò sưởi nơi đặt tấm hình chụp chung của cô với một người nào đó có vẻ thân thiết đặc biệt hơn là bên trên khung ảnh có gài một hình của một bé gái khi cầm nó lên một ký ức thoáng qua hiện về trong cô có vẻ như là lên đã gặp cô bé này rồi nhưng mà rốt cục thì cô vẫn chả nhớ gì hết thế là lên khoác áo đi ra ngoài để tìm câu trả lời bên khung cửa sổ của căn nhà bên cạnh thì cô thấy hàng xóm đang nhìn về phía mình nhưng mà không một ai đáp lại lời chào của lên thế là cô đi tiếp nhưng mà càng đi thì cô càng phát hiện ra có nhiều người đang theo dõi mình trong sự bối rối lên cầu xin mọi người cho cô biết mình là ai vì cô không nhớ nổi ngay sau đấy thì lên thấy từ đằng xa một chiếc xe tiến về phía mình người đàn ông trong xe bước ra ngoài đeo một chiếc mũ chùm có in biểu tượng màu trắng trên tivi trong khi lên đang phân tích cái thông tin này thì người này đã vác ra một khẩu súng săn từ trong cốp và đi thẳng về phía cô và khi nhạc phim trở nên kịch tính hơn thì lên bắt đầu chạy những người dân thì ùa ra để ghi hình cảnh mèo vườn chuột không một ai đứng ra giúp đỡ hay thậm chí tỏ ra sợ hãi với tên thợ săn kia dường như mọi người đều đang tận hưởng trò chơi nơi mà lên bị truy sát khi chạy tới một chạm xăng cô bắt gặp một người phụ nữ có vẻ khác biệt với phần còn lại quả nhiên khi mà thấy bộ dạng của lên cùng tên thợ săn đang tiến đến với cây súng thì cô cũng tỏ ra hoảng loạn ngay khi bị hắn bắn cho nổ lốp xe và đang phải nạp đạn lại thì cô gái này chạy thẳng một mạch vào cửa hàng tiện dụng bên cạnh còn lên thì cũng lạch bạch theo sau cô gái tỉnh táo này tên là gem anh bạn ở bên cạnh là đây miền cả hai cùng nhau để chiếc tủ sắt lại chèn cánh cửa để ngăn không cho tên khát máu kia tiến vào Giờ lối thoát duy nhất là cánh cửa đằng sau cửa hàng nhưng mà nó đang bị khóa nên là Damien phải giữ chân thằng điên kia đủ lâu để Gem phá cánh cửa. Còn lên thì vẫn đang thắc mắc tại sao lũ người ngoài kia lại chăm chú theo dõi cuộc rượt đuổi, phải chăng là họ đang bị thao túng bởi một công nghệ hay là con virus nào đấy? Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, nên chỉ kịp chạy theo Gem khi cánh cửa mở ra. Còn Damien thì không may mắn như vậy, bữa ăn cuối cùng của anh là một phát súng của tên thợ săn. Theo bước kẻ trùm đầu thì người dân hứng thú quay chụp lại chiến tích đầu tiên của hắn. Còn với lên thì những ký ức mờ nhạt bắt đầu quay trở lại. Cô nhìn thấy một người đàn ông da trắng đang lái xe và một bé gái da màu ngồi bên cạnh đang cười đùa vui vẻ lợi dụng lúc đám đông đang tập trung vào cái xác jam kéo lên khỏi hiện trường nhưng mà chưa đi được bao xa thì lại có một chiếc xe phi đến và những người bước ra từ nó thì cũng không tốt đẹp hơn tên thợ săn kia là bao máy khoan tay mặt nạ thú và vẫn cái biểu tượng màu trắng được in lên mũ có vẻ như là thị trấn này đang săn lùng những kẻ như len và jam lợi dụng khi đám người kia khuất tầm jam kéo lên chạy theo mình qua một hàng rào rồi tạt vào một ngôi nhà hoang để đánh tạm ở đây thì jam giải thích cho lên rằng có thể đám thợ săn tìm người bằng các chiếc camera bởi ngay khi mà lên bị họ quay lại thì thợ săn đã kéo tới jem hỏi lên là liệu cô có nhớ gì không nhưng mà toàn bộ ký ức trong nhân vật chính chỉ bắt đầu khi mà cô thức dậy thấy mình trong một căn nhà lạo hắc và có một tấm ảnh của một bé gái có thể đó là con cái cô người mà vừa nãy thoáng hiện trong đầu lên nhưng mà cô lại không nhớ gì cả dựa theo vết thương được băng bó ở cổ tay thì jem đoán là lên đã tự tử cái việc đấy nghe cũng vẻ khá là có lý khi mà lên thức dậy ở dưới chân có một lọ thuốc theo lời Gem thì thế giới này trở nên hỗn loạn kể từ khi cái biểu tượng màu trắng kia xuất hiện trên tv đã đa số mọi người nhìn vào sẽ bị nó thôi miên và trở thành đám người cầm camera đi săn lùng những kẻ tỉnh táo giống như jem và lên có lẽ là lên đã thử nhiều cách để chống lại việc bị kiểm soát thậm chí là cái chết theo kế hoạch của jem thì hai người cần di chuyển tới trạm phát sóng có tên là gấu trắng đó là trạm phát sóng gần đây nhất có thể nếu mà ngắt điện được thì mọi người sẽ lấy lại quyền kiểm soát của mình khi nghe thấy từ gấu trắng thì trong đầu lên lại hiện lên ký ức về bé gái điều này khiến cô nhận ra là có cái điều gì không đúng ở đây lên không sợ hãi nữa đi ra ngoài và ném đá về phía họ khi người đàn ông để rơi chiếc điện điện thoại trên tay thì lên đã cầm nó lên còn gem thì rút ra trích điện để ngăn nữ chính nhìn vào màn hình nhưng mà lên vẫn tò mò và rồi trong đầu cô lại hiện lên một chút ký ức ngay lúc này thì đám thợ săn đã kéo đến khiến hai người vội vàng bỏ chạy đến khi lao ra đường thì bất ngờ có một chiếc xe van phóng tới người đàn ông lái nó gọi cả hai cô gái vào trong trước khi quá muộn và có vẻ ông cũng là một trong những người còn tỉnh táo lên nhìn ông này một lúc thì hình như là hai người đã gặp nhau nhưng mà cũng giống như những thứ khác thì nó quá mơ hồ và ông ta nói sẽ không đưa lên và gem tới trạm vì nơi đó quá nguy hiểm thay vào đó sẽ đưa cả hai tới một khu rừng khi mà kiểm tra sóng điện thoại đã không còn thì mới yên tâm nghỉ chân cái lúc mà lên nghĩ rằng câu chuyện sẽ chuyển sang đốt lửa trại và tâm sự thân thương thì lão kia lại chơi bài hành ngửa hắn cũng là một tay thợ say khác tên này bắt lên chùm đầu lại rồi bám vai gem đi tới nơi chỉ định đó là một khu vực treo đầy xác người và có thể ít phút nữa là tới lượt của gem và lên trước khi hành hình thì lão nhận được một cuộc gọi và gem đã lợi dụng điều này đánh liều chạy đi may mắn cho gem nhưng mà xui xẻo cho người ở lại lên bị lão già trói tay vào thân cây rồi hắn lôi ra đồ nghề của mình là một chiếc máy khoan cầm tay, tiếng hét cầu cứu của Lên vang vọng giữa rừng, đi xuyên qua những vị khán giả nay đã không còn chút đồng cảm nào cả mà chỉ đứng đó theo dõi cô gái la hét trong tuyệt vọng. Nhưng mà Jem đã quay trở lại, nhặt khẩu súng của tên thợ săn và bóp cò một cách thật lạnh lùng. Sau đó hai người di chuyển bằng ô tô của hắn đi theo bản đồ hướng về trạm gấu trắng. Trên đường đi thì Lên lại nhớ thêm được một đoạn ký ức, cô đã từng bảo bé gái trong ảnh cúi đầu xuống khi mà lái xe qua khu vực có cảnh sát. Điều này làm Lên có dự cảm không lành với trạm gấu trắng nên là cô bảo Jem quay xe lại. Nhưng mà Jem không phải là hải nên cương quyết phá bằng được cái trạm phát sóng thế là hai cô gái phá khóa và tiến vào trong phòng điều khiển của trạm. chỗ này thì đúng là cái chỗ mà phát đi hình ảnh của cái biểu tượng kia. trong khi lên ngơ ngác ngắm nhìn thứ khiến trái đất hỗn loạn thì đám thợ săn đã đuổi kịp. chúng nhanh chóng khống chế được gem và lấy máy cưa cắt tay cô. trong một khoảnh khắc không bị chú ý đến, lên đã cướp được súng của tên đeo mặt nạ và bóp cò. nhưng mà từ nòng súng chỉ có pháo giấy bắn ra. ngay lúc này phía sau lưng cô mở ra một cánh cửa chứa đầy các khán giả đang vỗ tay hò reo. hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch. không hề có thợ săn, không hề có người bị thua miên. trong khi đang ngáo ngơ chẳng khác gì người xem đang ngồi trước màn hình thì lên bị trói lại trên một chiếc ghế bởi chính thợ săn và cả gem họ cú chào khán giả rồi để cho cô biết sự thật đằng sau trò chơi này trên màn hình hiện lên hình ảnh của lên và hôn phu của cô ian ranoff cả hai bị tòa tuyên án vì tội bắt cóc bé Jemima 6 tuổi cuộc tìm kiếm đã diễn ra trong nhiều tháng và chính phủ đã kêu gọi truy nã toàn quốc trong khi bố mẹ của jemima cầu xin thảm thiết manh mối duy nhất là một con gấu bông màu trắng xuất hiện ở một trạm xe cách nhà ba hai cây số cuộc tìm kiếm kết thúc cho đến khi họ tìm thấy thi thể của Jemima trong một khu rừng được bọc trong tối ngủ và đốt đến cháy đen. Đáng sợ hơn là toàn bộ quá trình tra tấn đã bị lên và tình nhân quay lại và biểu tượng được phát trên TV chính là hình xăm sau cổ củ của Ian. Tên này sau khi bị bắt giữ đã treo cổ trong tù để tránh sự trừng phạt của công lý. Vậy nên công chúng đã đòi hỏi một biện pháp để tránh lên làm điều tương tự. Việc đó giải thích cho việc là nhiều lần ski lên đã cắt cổ tay nhưng mà bị các nhân viên ngăn cản. Khi mà nghe xong những việc mình đã làm hay chính xác hơn là mình của quá khứ đã làm thì lên khóc ầm lên một cách đau đớn. Cảm giác của một tờ giấy trắng khi biết mình được tái chế từ giấy chui ít đã được sử dụng người đạo diễn vở kịch này sau đó đã yêu cầu đội ngũ đưa lên trở lại căn nhà ông ta được đám đông tung hô như một nhà hành pháp của công lý còn lên bị coi như một con quỷ đã mất hết quyền công dân hàng nghìn lời nhục mạ hàng trăm miếng nước bọt tẩm nước đỏ được ném về phía lên chuyến xe dừng lại tại căn nhà mà lên thức dậy cô được khiêng lên tầng 2 đúng với vị trí mình từng thức dậy lên cầu xin tên đạo diễn hãy kết thúc đời mình đó là điều mà hôm nào cô cũng nói nhưng mọi chuyện vẫn phải tiếp tục đạo diễn bắt đầu bày binh bố trận đổ thuốc ra giấy giản để khi thức dậy lên nghĩ vấn đề của mình tới từ thuốc và những ký ức của cô sẽ được xóa sạch bằng một thiết bị đeo trên đầu. Trong khi máy móc làm việc thì cô được cho xem lại đoạn phim mình đã quay về đứa trẻ 6 tuổi vui vẻ hồn nhiên nghĩ cô là một người bạn và rõ ràng quá trình xóa trí nhớ không hề nhẹ nhàng một chút nào. Về phần còn lại thì ekip sẽ sắp xếp mọi thứ lại như cũ, bức ảnh của đứa bé được đặt cạnh ảnh của hai người để lên cảm giác đây như là nhà mình và cô có mối liên kết đặc biệt với cô bé trong ảnh. Đây ít nhất đã là ngày thứ 18 liên tục lên phải lặp lại điều này và đó là sự thật của tập gấu trắng vậy thì chúng ta nên nhìn nhận mọi thứ như thế nào đầu tiên là baxter người đạo diễn là chủ của một khu vui chơi có tên là công viên công lý gấu trắng nơi đây sẽ mở cửa hàng ngày và thu vé cho những khán giả muốn tham gia vào một bộ phim thực tế ở đó thì tên tội phạm skill lên là nhân vật chính có một số luật cơ bản là không nói chuyện và giữ khoảng cách với lên điều này sẽ làm cho lên tưởng rằng mình bị thôi miên nếu như lên có ý định tấn công thì người của công viên sẽ khống chế cô thêm nữa thì mọi người có thể sử dụng điện thoại để quay lại phản ứng của skill lên cũng như là theo dõi cô ta bằng camera được đặt ở khắp nơi. Bạn nghĩ sao về cái hình phạt này? Liệu một tên tội phạm có xứng đáng bị trừng phạt như vậy ngay kể cả khi đã bị xóa sạch trí nhớ hay là việc liệu người dân hả hê quay lại cảnh của người bị tra tấn về mặt tinh thần có khác nhiều với hành động máu lạnh của tên sát nhân không thì hãy để lại bình luận bên dưới. Còn bây giờ chúng ta đến với tập 3 có tên là khoảnh khắc Wado. Đây là Wendolin Harris. Hôm nay cô đến phỏng vấn cho slot tranh cử nghị sĩ. Lý do bên ngoài là vì cô không hài lòng với tình hình hiện tại muốn thay đổi đất nước đem lại lợi ích cho người dân bla 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 còn mục đích thực sự là cô muốn có phim to bởi vì cô xác định ngay từ đầu là không ăn được mấy ông cử tri kia wan cũng nói thẳng thế với bên phỏng vấn luôn cho nó xanh chín và nó kết thúc ở đó luôn Cũng ngày hôm đó trong nhà vệ sinh của một tòa soạn báo thì jamie đang vô cùng hồi hộp và lo lắng cho màn trình diễn của mình anh là một diễn viên hài và công việc hiện tại là lồng tiếng cho nhân vật ảo wado hôm nay chương trình có mời được liam Monroe, bộ trưởng văn hóa ông này thì cũng tham gia tranh cử wado thì có hỏi bộ trưởng một vài câu hỏi thì trong khi ông trả lời một cách rất nghiêm túc thì wado lại xuyên xuyên tạc nó để làm bẽ mặt khách mời nhưng mà dù vậy thì khán giả vẫn cười một cách rất khoái chí sau buổi ghi hình thì phản ứng của khán giả với Wado rất tích cực vì thế ông giám đốc đài truyền hình đã nói chuyện riêng với Jamie và muốn sản xuất riêng một show cho chú gấu màu xanh thay vì chỉ là khách mời chưa dừng ở đó ngày hôm sau khi nhận được tin bộ trưởng Monroe đang có cuộc chạy đua bầu cử ở Stanton Ford thì vị giám đốc đã nảy ra một ý tưởng là ông muốn Wado xuống phố móc mỉa Monroe và khiến ông ta điên lên trước các cử tri và đây sẽ là chiến dịch đầu tiên đưa Wado vào danh sách bầu cử bổ sung và tất nhiên là họ không nghiêm túc với chuyện tranh cử rồi nhưng mà nó lại là một cái cớ hợp lý để hình ảnh của Guado được viral thế là trong một buổi sáng đẹp trời xe tải mang theo màn hình xuống phố để quấy rối vị bộ trưởng liêm khiết sau nhiều lần lảng tránh để đi làm việc của mình thì Manro đã không thể phớt lờ gấu xanh khi mà nó nhờ một người phụ nữ nói chuyện với ông về sự quan tâm của Guado đang dành cho vị bộ trưởng thế là Manro tiến tới trò chuyện với nhân vật trong màn hình lớn cuộc đối thoại thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả nó vẫn là những cái lời móc mỉa của Guado không chứng cứ không chính trị và cũng không có giá trị gì cơ mà nó hài Ê nhưng mà chờ một Nhá. thế thì Wado hay chính xác hơn là Jamie thì có liên quan gì đến cô Gwen cái cô mà đi tranh cử để đánh bóng bản thân ấy thì chuyện là hai người tình cờ gặp nhau trong một nhà hàng Jamie thì đã đọc qua lý lịch của Gwen cùng các ứng cử viên khác luôn rồi nên là căn lốc TV chiếu đoạn phim về Wado đang nhảy vào luôn với khiếu hại hước của một diễn viên hài thì Jamie đã kéo được Gwen về phòng mình để kể cái miếng hài cuối cùng khiến cô cười tụt cả quần và khi cả hai miệng đều đã mở thì không tránh khỏi mở nốt cả lòng có một số chuyện riêng tư về chiến dịch tranh cử Gwen cũng tâm sự với Jamie luôn bởi vì cô không nghĩ là một một ngày chàng trai vui tính này sẽ dùng nó để tấn công mình tất nhiên là jeremy không có ý đó ít nhất là ở thời điểm hiện tại ngược lại thì ở phía Gwen, sau khi được người quản lý nhắc nhở thì cô trở nên lạnh nhạt với jeremy rồi bảo là cả hai không nên gặp nhau nữa rồi cả hai lại gặp nhau tại một buổi hỏi đáp của các cử tri nơi mà cả Monroe, Gwen xuất hiện tại cái khách mời còn jeremy thì nấp xong cánh gà với nhân vật wado như mọi lần khác những miếng hài của chú gấu xanh tuy tục tiễu nhưng mà lại hài chỉ khác là lần này Monroe đã lấy được thông tin của anh ông này công khai danh tính của James Taylor chính là người đứng sau giọng nói Wado Manro đánh vào điểm yếu nhất của James là sự nghiệp và ở điểm này thì Jamie thực sự đã thua trong 6 năm qua thì thành tựu duy nhất của anh là đóng vai một bắp ngô để quảng cáo cho một dịch vụ nó như kiểu F88 và giờ đây thì Jamie lại là một kẻ thua cuộc tiếp tục chu trong một nhân vật hoạt hình khác ngoài nói làm nhả và chửi thề ra để trả biết một cái gì Ê, để mà nghe tống chửi cả cái hệ thống kênh của tôi ấy nhỉ <laughs> và một người như thế thì không nên xuất hiện trong một cuộc tranh luận ở phía Jamie khi bị tấn công vào nhân cách gốc của mình thì trở nên mất kiểm soát sau đó bắt đầu chửi nhiều hơn khán giả và các khách mời thì bắt đầu coi Wado như chí phèo ai Wado cũng chửi Manro cũng chửi cả cô Wen khi mà lên tiếng trả lời MC cũng bị anh chửi khán giả để nghĩ là chắc nó chưa mình ra thế nên là họ cười cơ mà sau vụ này thì Jamie bị ảnh hưởng nặng nề ra mình trong phòng với rượu trong khi video về màn công kích của Wado đã lên thẳng top một tịnh hành Mấy cái thằng ngu trên mạng thì đồng loạt yêu cầu anh lập đảng riêng vì lý do này nên là Jamie hay nói chính xác hơn là Wado đã được mời tới một show truyền hình nổi tiếng thường phỏng vấn các chính trị gia tầm cỡ tất nhiên là để có thể trở nên thông thái thì sẽ có một bộ phận cha Google giúp Jamie. Tham vọng của giám đốc là muốn Waldo thực sự trở thành một chính trị gia. Trong một thế giới mà ai cũng có những mặt giả tạo cần giấu đi thì một chú gấu nghĩ gì nói đấy lại thật hơn bao giờ hết. Và một điểm nữa là con người sẽ có đời tư và điểm yếu, còn một nhân vật ảo thì không. Và cứ thế Waldo dần trở nên nổi tiếng cùng việc được người dân yêu mến. Khi này thì có một người đàn ông áo đen đã tới thương lượng với giám đốc. Hắn ta muốn Waldo trở thành một bù nhìn chính trị là người đại diện cho những mục đích của một tổ chức. Tất nhiên là hắn cũng biết là Waldo không thể thắng được nhưng mà chú gấu xanh này có thể được sự ủng hộ của đa số tầng lớp thấp cổ bé họng hay còn gọi là dân đen thì đó là mục đích của họ Wado nói riêng và cái tổ chức này sẽ đi cửa sau cố gắng không động chạm tới giới trung lưu và thượng lưu để tạo ra một sản phẩm pha trộn giữa chính trị và giải trí với tham vọng có thể phát triển toàn cầu nhưng mà đó là câu chuyện của con gấu Wado thôi còn Jamie thì phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình tối hôm đó anh tới văn phòng của Wen để xin lỗi rõ ràng là Jamie đã phá hỏng mọi chuyện không những làm tăng sự tín nhiệm của Monroe trong mắt người dân mà còn khiến Wen mất đi sự tin của đảng mình trong cơn tức giận thì cô hỏi thực sự anh là ai một kẻ đua đòi làm chính trị không có tư duy lẫn sự dũng cảm câu nói này đã lay động được người tình một đêm sáng hôm sau khi mà ra quảng trường cùng chiếc xe tải chiếu hình Wado, Jamie đã nói với mọi người không nên bầu cho con gấu ngu ngốc này sau đó thì anh cũng đi ra ngoài để cho mọi người biết mặt mình trông như nào luôn cứ tưởng rằng hành động này sẽ phá hủy hình tượng con gấu xanh chửi thề nhưng mà không vị giám đốc đã vào ghế điều khiển rồi nhái giọng của Wado biến Jamie thành trò hề rồi xúi người dân thụi anh đến mức vào viện sáng hôm sau Jamie nằm trên giường nghe kết quả bỏ phiếu. Tất nhiên là Monroe đắc cử với 19.000 phiếu bầu, trong khi đó thì Waldo của đảng độc lập cán đích với hơn 16.000 phiếu. Bắn đi một vài năm sau, Jamie xuất hiện nhếch nhác dưới phố, bị cảnh sát lùa đi cùng với những người vô gia cư khác. Còn Waldo thì đã trở thành một thương hiệu toàn cầu. Có lẽ là Jamie đã nghĩ rằng mình thực sự có sức ảnh hưởng tới mọi người, nhưng mà không. Khi mà không còn Waldo thì Jamie không là một ai cả. Thế nên là đừng có nghĩ rằng trở thành thành viên của một tổ chức lớn thì thương hiệu cá nhân của mình cũng có giá trị tương đương. Và đó là tập 3, tập cuối cùng trong trong Black Mirror phần 2 có tên là Giáng sinh trắng và nó chắc chắn nặng đô hơn rất nhiều cái trò đùa ở Wado. Bắt đầu với bộ phim thì nhân vật chính Joe thức dậy trong căn phòng chật hẹp, anh ngắm bức ảnh của vợ rồi bước ra ngoài phòng bếp nơi mà Matt đang chuẩn bị bữa sáng bằng khoai tây của mình. Hôm nay là Giáng sinh nên là Matt muốn chuẩn bị thịnh soạn một tí và cũng nhân cơ hội này làm thân với cả Joe. Matt hỏi rốt cuộc là Joe đã xảy ra chuyện gì để phải chuyển về căn nhà gỗ này. Khi mà thấy Joe có hơi ngần ngại thì hỏi ngược mình lại để lấy thông tin thì Matt cũng vui vẻ chia sẻ câu chuyện của bản thân. Nghề nghiệp của Matt là kiếm tiền bằng mồm không phải livestream hay là MC mà là tư vấn khách hàng Tư vấn ở đây là kiểu mát sẽ yêu cầu khách cho mình quyền hack vào chip trong gắn trong đầu để có thể có được tầm nhìn của họ Việc này được hỗ trợ bởi công nghệ GI lúc bấy giờ khách hàng của Matt hôm đấy là Harry tối nay thì Harry có một buổi tiệc cuối năm trong công ty anh này thì không biết là có học IT không mà đột từ đầu tới chân nên là Matt phải tư vấn cho cậu này một quả office đứng đắn một tí ít nhất thì cũng phải sơ mi trắng cả vạt đen quan trọng là tóc tai phải gọn gàng theo lời Matt thì tất cả phụ nữ xinh đẹp đều bị vây quanh bởi mấy boy công sở cả năm rồi nên là muốn có cơ hội thì Matt phải tỏ ra khác biệt theo lời chỉ dẫn từ quân sư Harry đi tới quầy rượu và vớ lấy một chai bia rỗng làm đạo cụ sau khi có thứ để đỡ chống tay thì Harry ngó ngang một lượt để xem là có em nào lọt vào tầm mắt của mình không khi đã tìm được một cô tóc đen hơi có thích một tí thì harry ra hiệu cho mát bằng ngón tay tại vì là ở giữa đám đông thì không thể cứ mãi nói chuyện với tay nghe được bắt đầu cuộc đi săn mát chỉ cho harry từ từ tiến lại đối tượng nhưng mà không được focus vào con mồi mà phải giả vờ chú ý người đứng cạnh là em tóc vàng hoe harry tiến tới với câu chuyện anh chàng cưỡi ngựa ngoài phố trong khi mát tìm kiếm thông tin liên quan tới nhóm ba người này với các bạn thì chuyện chàng cưỡi ngựa là một câu chuyện giám xí sí chỉ để dùng gây ấn tượng với các cô gái về sự ngẫu hứng của mình khi thấy bị chiếm mất spotlight thì anh chàng hỏi bên cạnh quay sang chất vấn harry tại vì anh ta chưa hề thấy Harry xuất hiện ở bộ phận của mình lần nào Nhưng mà Harry hay nói đúng hơn là Matt đã tìm ra tên và Insta của anh Hói Để cho khách hàng của mình có câu chuyện làm quà Khi mà anh Hói nghe có người nhớ chính xác cái mũ mình đội trong buổi tiệc nướng Thì đã ngờ ngợ và nghĩ rằng cả hai quen nhau Thế rồi khi không bị cản đường nữa thì Harry tiếp tục chiến thuật được giao Bắt chuyện với em tóc vàng, hỏi cô về em tóc đen mình thích Rồi lại kể tiếp câu chuyện hiệp sĩ với em tóc vàng Mục đích là để khiến em tóc đen càng chú ý đến mình khi bị ngó lơ Ở phía Matt thì cứ ngỡ dịch vụ tư vấn tình cảm này là một một ai dè anh lại share màn hình cho lũ bạn trong Discord để cả đám nhìn thấy cảnh anh khách đi đái. Khi mà Harry đi ra khỏi nhà vệ sinh thì anh thấy em tóc đen đang ngồi một mình trong góc và đây chính là thời điểm vàng để Harry kết nối với gu của mình. Sau khi phân tích một hồi cùng tổ tư vấn thì Joe khẳng định là em tóc đen thuộc kiểu hướng nội, không thích tiếp tùng ở ý nên là Harry cũng phải tỏ ra mình edgy một tí để dễ kết nối tâm hồn hơn. Và quả nhiên khi không cần phải diễn thì anh chàng nói mượt hơn hẳn, còn em tóc đen thì sau khi có được một không gian riêng tư hơn với kẻ giống mình thì bắt đầu thoải mái nói chuyện với Harry hơn. Và một lúc sau thì hai bố lôi nhau ra một chỗ vắng vẻ riêng tư hơn để tâm sự mỏng. Em tóc đen thì nói là mình đã làm việc ở đây được 3 năm rồi, dù muốn nghỉ việc lắm nhưng mà không đủ sự can đảm. Thế là Harry nói với cô, sự nhảy việc giống như khi mình nhảy xuống nước, cái nỗi sợ bị sốc đã khiến con người ta trùn chân, nhưng mà ai cũng biết là xuống nước rồi thì lạnh một xíu thôi, nhưng mình cũng chẳng có gì to tát. Chìa khóa của sự thay đổi chính là chống lại các giọng nói trong đầu liên tục nói mình không làm được. Lời khuyên của Harry dành cho cô gái là hãy nghe theo giọng nói bảo là mình có thể làm. Và có vẻ như là em tóc đen đã thực sự bị hạ gục bằng sự tâm lý của Harry. Tới nỗi là lơ đễnh đánh rơi cốc nước lên quần anh thế là cả hai có màn động chạm cơ thể đầu tiên Việc này làm cả Harry và em gái hơi bỡ ngỡ một tí Thế là em gái xin phép vào nhà vệ sinh một xíu Còn Harry ở ngoài nói chuyện với quân sư của mình Anh muốn dâu và những người khác biến chỗ khác để anh được yên tĩnh Và cái việc nói chuyện một mình này bị em gái có thích nhìn thấy Cơ mà có vẻ không vấn đề gì lắm Và rủ luôn Harry về nhà mình cho nó riêng tư Bởi vì cô đã nghe theo cái giọng nói bên trong mình bảo là chơi đi Trong khi Harry còn đang bối rối Thì em gái đánh úp bằng một nụ hôn luôn Và sau đấy dĩ nhiên hai bạn lôi nhau về nhà Em gái bảo Harry là vào phòng ngủ đợi mình một lát Nhưng mà không phải để cô vệ sinh cá nhân mà là để hai cốc nước Harry thì cũng chả nghi ngờ gì, hay là nói đúng hơn là ai cũng đang hiểu chuyện gì đang diễn ra nên là anh bú vội cốc nước nàng đưa vào miệng trước khi nàng bú cây khác của anh. Cơ mà đây là Black Mirror chứ không phải là bạch tuyết và bảy chú lùn. Thứ nước mà Harry vừa đưa vào ruột là một loại thuốc độc mà theo lời em gái đang ngồi lên đùi anh là giúp những giọng nói trong đầu biến đi. Hóa ra cô này là một người đa nhân cách bị hành hạ bởi những giọng nói trong đầu. Khi thấy Harry nói chuyện một mình thì cô đã tưởng anh cũng giống cô mà cả đời mấy khi gặp được chi kỷ. Harry thấy cơ thể không ổn đã giải thích với cô toàn bộ mọi chuyện nhưng mà đã quá muộn chân tay anh không còn sức nữa harry cứ nằm đấy mặc cho con thần kinh kia gắm phễu vào mồm anh rót cạn cốc thuốc độc thơm ngon tới giọt cuối cùng khi mà harry đã uống hết phần của mình thì cô này cũng hốc nốt cái cốc còn lại joe và những người bạn thấy thế thì hoảng loạn ngắt kết nối sau đó thì tìm cách tiêu hủy ổ cứng cùng các thiết bị điện tử lưu dấu. giữa đêm joe lọ mọ mang đồng linh kiện đi đốt nhưng mà vì dẫn vào món đồ chơi của con nên đã đánh động tới vợ sáng hôm sau thì vợ chồng joe cãi nhau to về việc mà joe đã làm và sự việc hôm qua thì như giọt nước tràn ly cuối cùng thì cô đã block dâu và block ở đây không phải là block trên Facebook, Zalo hay mạng xã hội nhé mà block ngoài đời thực luôn với công nghệ được trang bị trên mắt thì mọi người có quyền block ai đó để khiến họ không nhìn thấy được cũng không nghe được bất cứ thứ gì từ mình thường thì mấy lần dỗi nhau thì chị vợ chỉ block một tiếng hoặc là nhiều nhất là một ngày nhưng mà lần này cô block dâu vĩnh viễn luôn sau khi bị vợ bỏ thì châu phát hiện ra một dịch vụ công nghệ khác liên quan tới gi là khách hàng sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật nhẹ để sao chép ký ức suy nghĩ và ý thức của mình vào một con chip sau đó thì con chip sẽ được đặt trong một thiết bị điện tử thông minh điều kinh khủng của việc này là ý thức được sao chép sẽ cảm thấy y như khách hàng ngoài việc không có một cơ thể vật lý thì cái bản sau này khi nhìn thấy cơ thể gốc của mình đang nằm ngủ ngon lành đã hoảng sợ rồi hét lên cô không muốn trở thành nô lệ nên đã từ chối làm theo các yêu cầu của Joe. Để cái ứng dụng của mình trở nên ngoan hơn thì Joe đã cho nó ngồi không khoảng 3 tuần. Tất nhiên là với Joe thì chỉ có vài giây và khi gặp lại tên bán hàng vô đạo đức thì bản sao đã cầu xin ông đừng để cho cô trong căn phòng trắng xóa này thêm nữa vì cô thậm chí còn không ngủ được. Nhưng mà khi nghe tới việc phải ngoan ngoãn làm việc thì nó vẫn một mực từ chối. Tất nhiên là đây không phải là ca đầu tiên Joe gặp phải. Nếu 3 tuần không nghe thì cho ngồi tiếp 6 tháng. Cái nào mà bị phát điên thì sẽ bán cho mấy công ty game để làm nhân vật ảo. Và sau 182 ngày không làm gì cả thì bản sao của khách hàng thực sự đã bị đánh ngục nó hoàn toàn ngoan ngoãn làm theo mọi việc được giao phó kéo rèm phát nhạc và làm ấm sàn khi cô chủ tỉnh dậy pha cà phê và nướng bánh một cách chính xác với khẩu vị của mình sau đó thì kiêm luôn cả việc liên lịch như một người quản lý làm tất cả một cách vô hồn việc này có vi phạm đạo đức hay không thì cũng khó nói tại vì thực chất cái bản sao này không phải là người mà nó chỉ là mấy dòng cốt thôi nhưng anh bạn mát lại tỏ ra đồng cảm và cho rằng hành vi này là bất lương vậy nên Joe đã gọi anh là người tốt nhưng mà người tốt thì chắc chắn là cũng sẽ vô tình là một vài việc xấu nho nhỏ để rồi phải ngồi trong căn nhà gỗ giữa trời tuyết thế này và đó là lúc Matt kể câu chuyện của mình anh đã từng có một người vợ lúc ấy thì còn là bạn gái tên là Beth cả hai ngập tràn trong tình yêu ngọt ngào trong một buổi karaoke tại một quán bar Beth có lên sân khấu hát một bài có mấy cái trùng hợp là đấy là bài hát mà Abby nhân vật nữ trong tập 2 của phần 1 hát trong cái buổi trình diễn của mình bài này tên là Anyone Who Knows What Love Is tạm dịch là thế gian hay biết tình yêu là gì đi lời bài hát lúc đấy thì không có ý nghĩa với Matt lắm anh chỉ đang mê mải ngắm người phụ nữ xinh đẹp của mình thôi một thời gian sau đó Matt và Beth kết hôn với nhau cuộc sống vợ chồng tất nhiên là có lúc vui lúc buồn hôm nay thì trông Beth hơi bời một xíu nên là mát cho cô nghỉ ngơi còn mình thì dọn dẹp bắt đũa ấy thế mà trong lúc dọn rác thì anh lại tìm thấy que thử thai của vợ mát mừng rỡ mang nó vào hỏi vợ và nhận được lời xác nhận từ cô nhưng mà trái với sự kỳ vọng của anh thì Beth tỏ ra mệt mỏi nói rằng mình chưa từng sẵn sàng làm mẹ ở tuổi 27 bảy wow, đúng là càng hiện đại thì người ta càng ngại đẻ ở phía mát thì anh ta động viên vợ nói rằng là mình sẽ cùng cô xây dựng một tổ ấm sẽ kiếm nhiều việc hơn để cô có thể nghỉ ngơi trong thai kỳ nhưng mà Beth thì không muốn hay nói thẳng ra là cô không muốn đứa bé này khi nghe đến đây thì Max có phần biến sắc tại vì cô chẳng hề hỏi ý kiến anh đã thế đúng rượu cả tối khi đang mang bầu việc này khiến Max quạo lên cãi nhau với vợ và kết quả là ăn ngay quả block xám cả màn hình. Trong cơn tức giận thì Matt ném vỡ bình hoa, sau đó bỏ ra phòng khách ngủ. Sáng hôm sau, Beth thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà khi mà vẫn giữ lệnh block. Từ đó thì Beth biến mất khỏi cuộc đời Matt. Cô xin nghỉ ở chỗ làm, điện thoại và tin nhắn tất nhiên là không gửi được tại vì anh bị block. Đến cả những bức ảnh chụp chung với nhau thì Matt cũng không thể nhìn thấy vợ. Trong một ngày nọ khi mà anh ra ngoài phố thì Matt chợt nhìn thấy vợ. Anh biết đó là cô tại vì hình ảnh màu xám. Beth lúc này đang mang thai chứ không bỏ đi đứa con. Thế là anh tiến tới ra dấu hiệu để vợ tắt Block đi, nhưng mà trái với kỳ vọng Cô bắt đầu la hét như thể thấy đàn ông giữa khu rừng Kết quả là Matt đã bị chuyển tới sở cảnh sát Với tội xâm hạm phụ nữ Từ giờ trở đi thì nếu hệ thống phát hiện ra Anh tới gần Beth trong khoảng cách 10m Thì sẽ bị bắt, trong những ngày sau thì Matt Chỉ biết viết vào giấy hết tâm tư viết hàng nghìn lá thư mà không đổ lại một câu trả lời nhưng mà Matt biết chắc chắn rằng bé sẽ về nhà bố mình vào dịp Giáng sinh nên là vào dịp tuyết phủ trắng đường thì anh tới đó đứng rình quả nhiên là bé đã trở về cùng với đứa con của hai người đứa bé thì cũng xám xịt luôn tại vì luật pháp cho phép đối tượng bị block cả những cái đời sau và cứ thế mỗi năm một lần Matt lại tới nhà bố vợ để ngóng trông vào năm thứ tư thì anh thấy được hình dáng con mình là một bé gái nhưng rất may là câu chuyện buồn không kéo dài mã như thế mà nó phát triển thành cờ mờ nó một bi kịch luôn và một ngày đẹp trời Matt mở tivi lên và thấy phóng sự về một vụ tai nạn và Beth là một trong các hành khách xấu số đã lâu rồi anh không nhìn thấy mặt vợ nhưng mà chắc chắn đấy là Beth bởi vì hiện giờ khuôn mặt của cô không bị làm mờ nữa nghĩa là cô đã thực sự qua đời đồng nghĩa với việc lệnh block đã bị gỡ bỏ thời điểm đó gần với Giáng sinh nên là anh mua một món quà rồi đi tới nhà bố vợ để được thấy con gái lần đầu tiên khi tới nơi thì anh thấy cô bé ngồi trước sân nhà chơi với người tuyết đến lúc con bé quay lại thì ối rồi ôi tóc đen mắt híp mũi tẹt thế này thì không thể nào là con gái của anh được vậy thì chuyện gì đã xảy ra với que thử thai ai mới là bố đứa bé trong cơn suy tư thì mát liên kết mọi thứ lại và nhớ về thằng bạn làm cùng công ty vợ một thằng đặc sệt chinh chồng thôi xong đời này coi như bỏ cái điều này có thể giải thích nhiều chuyện không thực ra là mọi chuyện đấy nhưng mà ai sẽ trả lại từng ấy thời gian và hy vọng của mát mát cứ ngồi đó liên tục hỏi bố vợ về đứa con gái mình ông này thì tay cầm con dao phòng vệ mồm liên tục đuổi anh khỏi nhà thế là trong lúc không được tỉnh táo thì mát nện thẳng quả cầu pha lê mình mua cho con gái vào đầu ông già cú nện hơi mạnh một tí nên là ông bố vợ chỉ kịp ngồi xuống ghế thở bá hơi xong rồi bảy vía bay lên trời luôn khi định hồn lại thì mát hối hận về việc mình đã gây ra thay vì đưa ông già ra viện thì anh bỏ về một mình rồi từ đó về sau sau mát cứ vật vạ ngoài đường kiếm được chỗ nào bằng phẳng đặt lưng xuống ngủ cho đến khi cảnh sát thấy và lôi anh về đồn lấy lời khai theo lời của cán bộ thì sau khi ông ngoại xuống chung với mẹ cô cháu gái đã đi ra ngoài tìm người giúp đỡ giữa trời đông tuyết trắng thì cô bé đã đổi gục ngay ở gốc cây trước nhà như một lối tắt để gặp mẹ và ông ngoại đó là lời thú tội của mát hay chính xác hơn là bản sao tâm trí anh toàn bộ chuyện này cuộc nói chuyện này là cách mà dâu đã đi vào tâm trí mát để lấy lời khai anh đã tua cho mát trải nghiệm 5 năm trong căn nhà gỗ để rồi phải mở lời chia sẻ về tội lỗi của mình đây là giao kèo giữa joe và sở cảnh sát joe giúp họ để đổi lại tự do cho bản thân nhưng mà joe vẫn bị kết tội về việc mở dịch vụ theo dõi khách hàng bất hợp pháp và không báo án và kết quả là joe bị global ban tức là bị block với tất cả mọi người trên thế giới. Sau khi quyết định được thực thi thì Joe bước ra khỏi sở cảnh sát, xung quanh mọi người đều trở thành màu xám và sau cùng thì hai người đàn ông trong căn nhà gỗ đều không có được kết cục tốt lành. Và một lần nữa, bạn lại nghĩ sao khi mà công nghệ có thể sao chép được ý thức con người vào một chiếc thẻ nhớ thì đây là một bước tiến trong công nghệ hay là thụt lùi của đạo đức thì hãy comment bên dưới. Tôi là vui vẻ, hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau của Black Mirror và đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.